Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ lại làm những video tô màu để gửi đến các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu để gửi đến cho các bạn những sản phẩm tuyệt vời. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm những video tô màu để gửi đến các bạn đánh giá xem trình độ của mình tới đâu. YouTube của mình, và đằng sau mình đây đều là những sản phẩm do mình làm ra. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng vàng tô những xúc tu của con sứa. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu đỏ tô cho phần đầu của con ve. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu đỏ tô cho sẽ dùng màu xanh lá cây để tô cho phần tai. Và là mình đã tô màu xong. Con ve 6, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Tiếp theo mình sẽ tô phần đầu con sứa vào màu xanh nước biển.
Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu xanh nước biển. Mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên mình sẽ dùng màu vàng tô hai mắt. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây tô hai cánh và tô gió. Mình sẽ dùng màu tím. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu tím để tô cho cái cánh mũi này. Vậy là mình đã tô màu xong con sâu biển. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.